Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: Hãy đến với ta tất cả, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các ngươi. Hãy mang lấy ách của ta và hãy học cùng ta, vì ta dịu hiền và khiêm nhượng trong lòng, và tâm hồn các ngươi sẽ gặp được bình an. Vì ách của ta thì êm ái và gánh của ta thì nhẹ nhàng. Suy niệm: Ai cũng có những gánh nặng thể xác và tinh thần. Gia đình túng bấn, con cái hư hỏng, hạnh phúc gia đình tan vỡ, nợ nần chồng chất, đời sống đạo đức khô khan, chán nản, thất vọng rồi bệnh tật, tai họa. Lời Chúa hôm nay mời gọi ta dừng lại, tìm sự an ủi, nâng đỡ, sức mạnh nơi thánh tâm dịu hiền của Chúa. Chúa là đấng nhân từ, chân thật, Ngài không lừa dối ai bao giờ. Hãy đến, hãy đem gánh nặng của cuộc sống, đau khổ của cuộc đời đặt vào thánh tâm Chúa, và ta sẽ cảm thấy an bình và có một cái nhìn lạc quan hơn. Mời bạn, khi gặp đau khổ, hãy nhớ lại những cực hình Chúa chịu, và Chúa Giêsu tử nạn sẽ thêm sức mạnh nội tâm cho bạn. Có khi nào bạn nhẫn tâm lãnh đạm trước đau khổ của người khác? Nếu có, từ nay bạn hãy làm ngược lại là hãy cầu nguyện cho họ. Sống lời Chúa: Tôi sẽ không bắn gắt với con cái hay với bất cứ người chung quanh nào khi mệt nhọc, khi phải bận rộn nhiều công việc. Tôi sẽ xin Chúa giúp tôi chu toàn công việc tốt đẹp. Cầu nguyện: Lạy Chúa, chỉ nơi Chúa chúng con mới tìm được sức mạnh tinh thần và thể lý. Xin cho chúng con đừng bám víu vào tạo vật, và khi bị rã rời vì trăm công ngàn việc, hoặc khi bị xao động bởi những bận tâm và lo âu, xin cho chúng con biết quý trọng những giây phút ngồi dưới chân Chúa, nghe lời Chúa. Xin cho cuộc sống của chúng con nói cho mọi người biết Chúa là niềm vui và là đấng cứu độ. Amen.